Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Các bạn có thể truy cập vào website để tìm hiểu thêm những thông tin hoặc là những cái bài giảng hoặc những là khóa học miễn phí của tôi trên website này. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số cái mô hình nến hiệu quả mà giúp cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trong một thời gian ngắn các bạn tham gia thị trường. Như chúng ta biết rằng là có trong về phân tích kỹ thuật thì nó rất là nhiều cái mô hình, nhưng nếu chúng ta mà tìm hiểu và học hết thì thật sự ra đây là một điều rất là khó khăn. Nhưng không phải là chúng ta không tìm hiểu hết thì chúng ta không thể không kiếm được lợi nhuận. Cái vấn đề nằm ở đây là chúng ta nên tìm hiểu những cái phần cốt lõi, những cái mô hình mà cái tính thực thi cao, nó chuẩn, từ ở bên ví dụ như là bên chứng khoán cũng vậy, và tới đây thì ở bên Forex. Thì tất cả những cái mô hình này thì tôi gói gọn trong những cái chương sau. Các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi và chúng ta cùng phân tích. Cái mô hình đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là cái mô hình Doji. Cái mô hình đầu tiên là mô hình Doji. Ở đây mô hình Doji, các bạn lưu ý chuột của tôi nè. Mô hình Doji, đây cũng là Doji. Như Doji này, Doji ở dưới đáy, và Doji ở đây là Doji ở dưới đỉnh, ở trên đỉnh. Thì đầu tiên đối với cái mô hình là số 1 này, mô hình là Doji dưới đáy, thì chúng ta biết rằng là mô hình ở dưới Doji dưới đáy này là mô hình xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ giảm giá, có nghĩa là nó nằm ở dưới đáy một cái chu kỳ. Sau một giai đoạn giảm giá thì xuất hiện cái Doji, và sau cái Doji này thì nó cần những yếu tố xác nhận để nó sẽ đảo chiều. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem cái video đó. Thì các bạn thấy là ở đây trong một cái chu kỳ giảm giá nó có cái doji, sau cái doji này nó cây này, thì cây này là cây xác nhận. Do đó khi cây xác nhận này mà nó là một cái cây tăng thì coi như là cái xu hướng giảm đã chấm dứt, như vậy thì nó sẽ bắt đầu cho một cái chu kỳ tăng đó. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là đây, đây là cái cây nến mà chúng ta thể vào lệnh được. Và chúng ta theo thông thường, chúng ta có thể vào lệnh khi cây này nó mở cửa ra, chúng ta vào lệnh, và kết thúc cây này chúng ta nên thoát lệnh. Có nhiều bạn hỏi rằng là như vậy thì tôi muốn kiếm lợi nhuận nó dài hơn, nó xa hơn, thì là một cây nến như thế này thì liệu có đủ hay không. Thì cái điều này nó phụ thuộc vào trong chúng ta, đây là chúng ta mới tìm hiểu về thị trường, thì cái việc chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận như thế này là quá tuyệt vời. Còn nếu chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn, coi đây như là một cái nghề nghiệp lâu dài, thì chúng ta cần đầu tư thời gian để chúng ta tìm hiểu kiến thức sâu hơn, chuyên môn sâu hơn, và chúng ta có những giải pháp là để bám được một cái trend xu hướng để chúng ta kiếm được cái lợi nhuận cao nhất. Rồi, chúng ta xem tiếp cái mô hình thứ hai. Trong cái mô hình thứ hai này, đây là cái doji này xuất hiện ở trên đỉnh. Thì với mô hình doji xuất hiện trên đỉnh thì chúng ta cũng cần một yếu tố xác nhận, có nghĩa là nó cũng phải cần một cái nến xác nhận và cái nến vào lệnh. Thì chúng ta xem cái video. Và chúng ta thấy rằng là cái xu hướng này nó đang tăng đó, đang tăng. Thì ở đây cái khả năng đó, ở đây nó hình thành cái doji. Vậy cái doji để cây nến này, đây là nến xác nhận. Như vậy thì nếu cái nến này nó xác nhận là nó giảm thì coi như là cái xu hướng tăng đã chấm dứt, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán ra sau khi cây này đã xác nhận giảm. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó vào cây này. Cái đó là cái mô hình doji xuất hiện ở dưới đáy và trên đỉnh. Và với cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận dựa theo cái kỹ thuật mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Và với cái cách này thì bạn có thể có những cái lợi nhuận đầu tiên đối với thị trường, và nó sẽ gia tăng thêm cái sự khích lệ cho chúng ta. Khi chúng ta tham gia, nó mang lại cái hiệu quả, thì như vậy nó giúp cho chúng ta có thời gian đào sâu hơn, đam mê hơn. Mà đặc biệt là đối với thị trường Forex này thì chúng ta thấy rằng là Forex nó giúp cho các bạn có thể kinh doanh tại nhà, kinh doanh bất cứ nơi đâu, với cái điều kiện là chúng ta chỉ cần kết nối internet là đủ rồi. Như vậy thì các bạn biết rằng là ở bên Nhật thì hàng trăm người ngàn phụ nữ Nhật Bản họ đã kiếm được cái tiền từ kinh doanh cái Forex này. Thì tôi sẽ cho các bạn xem một số cái video về cái trường hợp này.
bạn theo dõi, bạn thấy ở đây là những cái người phụ nữ Nhật Bản họ rất thành công với Forex. Chúng ta cùng xem video này. Đó, như các bạn thấy đó, những người phụ nữ Nhật Bản họ vừa làm nội trợ ở nhà mà họ có thể kiếm được lợi nhuận từ cái thị trường Forex, đó là một điều rất là kỳ diệu. Những người phụ nữ này họ là cũng là những con người rất là bình thường, họ có thể kiếm được lợi nhuận, thì tại sao chúng ta những người trẻ, những người có năng lực, có trí tuệ chúng ta không kiếm được? Thì đây là một câu hỏi lớn bỏ ngỏ dành cho mọi người phải tự trả lời cho mình, để thứ nhất chúng ta quyết định chúng ta có nên đầu tư, có nên tìm hiểu, đầu tư vào thời gian và tiền bạc để chúng ta tìm hiểu hay không. Cái đó là một trong những cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Để tổng kết thêm một cái vấn đề nữa thì tôi xin chia sẻ cho các bạn. Tôi xin được nhắc lại với các bạn, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn, chuyên gia về đào tạo Forex, nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Để có thể giúp đỡ được các bạn nhiều hơn, giúp đỡ cho nhiều người hơn, thì các bạn có thể vui lòng chia sẻ cái video này đến được nhiều người biết đến. Họ có thể tiếp nhận được những kiến thức, họ sẽ được nhận được cái sự hỗ trợ của chúng tôi nhiều hơn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức, cùng nhau chia sẻ những cái bí quyết thành công. Như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều cái năng lượng của từ vũ trụ gửi về theo cái quy luật là hấp dẫn. Chúng ta cho đi càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận lại càng nhiều. Do đó các bạn hãy mạnh dạn chia sẻ cái video này để chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng quan tâm đầu tư về Forex hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở cái mô hình kế tiếp của tôi.